chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review và miền Nam. Và hiện tại sau mình đây là chiếc Honda Winner X mà anh em chờ đón bấy lâu nay. Phiên bản mình đang có đây, phiên bản màu đỏ bạc. Và anh em thấy không, về thiết kế đập vào mắt ngay, đó vẫn cụm đèn xi nhan này, mới hơn so với phiên bản lần trước. Và nó giống một chiếc xe CBR 150. Nhưng mà theo cụm đèn này, anh nhìn thấy không, mình nghĩ chỉ cần va chạm nhẹ thôi, cụm đèn, cái đèn này có thể sẽ bị gãy và anh em phải thay. Thực sự mình không thích cái cụm đèn xi nhan mới này lắm. Tiếp theo, anh em có thể thấy đây, về phần hốc hút gió mới, phần hốc hút gió mới sẽ làm tăng cái khí độ học tốt hơn. Khi mà anh em đóng xe nhanh lướt gió sẽ rất thích đấy, mình đoán là như vậy. Ok, mời bạn quay phim. Anh em ở đây, nhân vật chính lần này, phanh ABS mới sẽ rất an toàn. Với phanh ABS mới này, ở đây sẽ có một chữ ABS này anh em. Đến phiên bản thứ tư này mới có ABS anh em ạ. Nhưng mà rất đáng giá đấy. Và mình hy vọng sẽ có chiếc xe này sớm để đánh giá phanh ABS của chiếc xe này. Về phần thu thì sao, nó vẫn là giảm sóc, vẫn như giảm sóc trước đây, không có gì thay đổi gì cả. Phần đĩa này cũng được làm đĩa mới so với Winner đời trước. Winner đời trước là đĩa hình tròn, phần đĩa mới này sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy nó sẽ khỏe khoắn hơn rất nhiều so với phiên bản trước đây. Đó là phần đĩa mới của chiếc xe Winner X mới này. Và chiếc xe này vẫn được trang bị động cơ DOHC 4 thì giống như phiên bản lần trước đây, với công suất là 149,1 cm³, không có gì mới cả. Và đây, để mình bật đèn lên cho anh em xem nhá. Đây, nổ máy lên. Anh em nhìn không? Cụm đây là cụm đèn đề mi sẽ rất sáng. Và đây, tất cả đây đều là bóng đèn LED hết nhá. LED hết luôn, không trừ một bóng nào hết. Anh em không phải thay bóng LED như đời trước đây đâu, yên tâm không phải thay. Phần đầu xe mới này anh em nhìn không? Nó có phần nào đấy giống chiếc Vario mà mình đã nói với anh em trước đây. Nó khá là to. Và nếu anh em đi trên đường ấy sẽ hơi khó quay xe hơn so với chiếc xe Winner đời trước. Anh em thấy không? Đây, cái phần này thiết kế hở sẽ giúp khí độ tốt hơn. Và đây là nơi để chuông nhá. Thay vì để phần dưới này, đây sẽ phần trên này, chuông sẽ dưới trên này. Và anh em nhìn không? Nó thiết kế mặt trước thì mình công nhận nó rất hầm hố, nhưng mà nó hơi to so với tổng thể của chiếc xe. Về phần đầu xe nó sẽ là như vậy. Ở đây để mình bật xi nhan cho anh em xem nhá. Anh em đây, thấy không? Xi nhan hai bên này nhìn rất chênh xả, rất khỏe. Nhưng phần đầu này quá to, mình đánh giá là như vậy. Phần đầu này nó sẽ to, nhưng mà nếu anh em khi quay xe phần đằng trước này sẽ rất khó nhìn về phần lốp. Còn đây sẽ là ken nước giống y xì như Honda Winner đời trước thôi, không có gì thay đổi cả. Ken nước vẫn giữ nguyên. Và giờ mình sẽ tắt máy để có thể đánh giá cho anh nghe được rõ hơn. Và có một điểm nữa mà mình phải giới thiệu anh em, mở cốp điện nhá công nhá. Không cần phải mở cốp bằng cắm chìa ở đây nữa. Anh em mở cốp điện đây rồi, không còn những ngày tháng cuối đây cắm chìa nữa. Anh em nhớ, để tôi mở cốp anh em xem nhá. Ấn ở đây, một nút ấn thôi. Nghe đâu, cốp mở rồi đấy. Đây, cốp của chiếc xe đây. Phần hốc hút gió này đã thiết kế mới lại, nhỏ gọn hơn và chắc chắn hơn. Thay vì một miếng cao su như trước đây, nước sẽ dễ vào hơn, nhưng phần hốc hút gió này đã thiết kế nhỏ lại. Còn lại về phần này nó vẫn giữ nguyên. Và bình xăng đây theo mình nghĩ vẫn là 4,5 lít mà thôi. Và anh em có thể hoàn toàn để được hai kéo mưa thay vì một kéo mưa như phiên bản trước đây. À, phần mới này, tay sách này được tách làm hai. Thực sự với hai tay sách tách làm hai này mình không thích. Mình nói là mình không thích, mình thích tay sách liền hơn. Anh em sách nó dễ dàng, thoải mái hơn nhiều chứ, đúng không? Đằng sau cũng là cụm xi nhan tách rời này. Bô này, bô này mới là thứ mà tôi thích không ạ. Tí nữa tôi sẽ mở tiếng bô cho ông nghe. Hay, rất hay, hay hơn phiên bản đời đầu rất nhiều. Phiên bản thứ tư này bô đã làm được làm nghe tốt hơn. Và phần này mình nghĩ là sau thời gian dùng có thể nó sẽ bị xước như phiên bản đời đầu, mình nghĩ thế. Và mình sẽ thử và chạy thử vào ngày mai và để đánh giá chi tiết hơn cho anh em xem. Và ở đây thì về phần đường dây điện đây, mình thấy là về phần cầu chì này, anh em nhìn thấy không, thiết kế này nó khá là lộ rõ, không kín như phiên bản trước đây. Phiên bản trước đây kín hơn rất nhiều. Mình cũng đang chạy chiếc Winner đời 2018. Ở đời 2018 của mình thì phần này nó kín hơn. Anh em nhìn không, đây này, nó khá là hở. Về phần phục này anh em có thể thấy là, anh nếu anh em đang sở hữu một chiếc Winner, anh em sẽ rất dễ bị bắn bùn vào đây. Tôi hy vọng hơn ở việc Honda sẽ làm một miếng chè đây giúp cho phần thụt này đỡ bị bắn bùn bẩn hơn, bởi vì phần này sẽ rất khó rửa và đánh sạch sẽ. Nhưng mà thực sự là phiên bản này lại không có. Nhưng anh em nhớ không, ở phần này chúng ta có hai cái chỗ này để chúng ta thể lắp một miếng cao su đây, giúp cho bụi bẩn không được vào đây nhiều, hạn chế hơn. Và như vậy sẽ giúp chiếc xe có thể bền hơn so với thời gian. Có một điểm nữa anh em nhìn đây này, anh em nhìn thấy không, như vậy là khi qua những đoạn đường nhỏ chẳng hạn, anh em hoàn toàn có thể đẩy cái này vào đây, nhưng mà nó sẽ không giữ lại đâu nhá. Anh em chỉ có thể là gạt chân vào đây thôi để nó nhỏ lại. Về động cơ thì vẫn là 149,1 cc, không gì thay đổi cả, vẫn là DOHC 4 thì
Như vậy về động cơ không gì thay đổi, anh em hoàn toàn không phải lo chiếc xe Winner cũ của mình sẽ bị giảm động cơ hay nào đấy cả. Và ở đây anh em nhìn không, phần thân vỏ rất là chắc chắn này, cực kỳ chắc chắn luôn, không bị ọp ẹp như phiên bản đầu tiên nhá. Phiên bản đầu tiên là những phần này đều ốc bấm này, rất là ọp ẹp luôn. Và mình đã từng mất mấy con ốc bấm vì cái phần đầu xe này, mất mấy con rồi không ạ, và mỗi con không rẻ đâu. Đó, đây biển thay đổi mình rất thích. Anh em nhìn không, phần bản đầu ngồi được thiết kế lại, không còn to như phiên bản trước đây nữa. Và giờ mình sẽ mở khóa cho anh em xem nhá. Chờ này, bắt đầu. Trời ơi, rất công nghệ, rất hiện đại, rất đẹp. Ở đây nhìn không, đèn báo ABS. Ở đây là phần số này, km này, tốc độ này và vòng tua ở đây. Bây giờ thì anh em nhìn không, ở đây chúng ta có giờ này, có xăng. Đó, một bản đồng hồ tuy nhỏ thôi nhưng rất đầy đủ các thông tin mà anh em cần thiết. Và giờ mình sẽ mở máy nhá. Anh em thấy sao? Nghe tiếng bô nhá, nghe tiếng bô này, không hối tiếc đâu. Ok, anh em nghe tiếng bô nó chưa? Uy lực hơn phiên bản trước đây rất nhiều. Và giờ thì mình sẽ nói qua cho anh em những điểm mà mình thích hay không thích của chiếc xe Winner X mới này. Ok, đầu tiên đó là phần đèn xi nhan. Đây là điểm mình rất chê. Mặc dù đèn xi nhan mới này rất đẹp, nhưng mà khi anh em chỉ cần va chạm nhẹ thôi hay để xe thôi cũng có thể bay mất cái đèn xi nhan này. Và mình chưa biết mức giá thay cái đèn xi nhan này bao nhiêu, nhưng mà mình không thích. Thứ hai, về phần mặt trước này với đèn LED, nhìn nó sẽ rất hầm hố, mình rất thích. Nhưng mà nếu anh em quay xe thì hơi khó một chút đấy, bởi nó to cực, mình đã thử ngồi rồi. Ok, phần này ok mình vẫn thích được, mình vẫn chấp nhận về phần này. ABS là công nghệ mình đã chờ bao lâu nay để có trên Winner mới này. Đáng giá mà, với mức giá đưa ra với phiên bản cao nhất là 49.990.000 đồng thì rất đáng giá đấy. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ phải với phần nhựa này được làm rất chắc chắn, và đây cũng là điểm mình cực kỳ thích so với Winner đời đầu, làm bọc bẹp cực kỳ, nhưng mà đây chắc chắn đi, nghe rất chắc chắn này. Tiếp theo có một điểm nữa mà mình cũng thích, đó là phần để chân này, anh em hoàn toàn để gập vào khi mà đi đoạn đường hẹp, ok không sao cả. Và đến tiếng bô, nghe uy lực hơn rất nhiều so với phiên bản đầu tiên nhá. Anh em nên nghe thử ở hit ở các đại lý Honda, nên nghe. Và cuối cùng là bản đồng hồ này, mặc dù nó bé thôi nhưng sẽ chứa rất nhiều thông tin mà anh em cần, và nó cực kỳ công nghệ luôn, đam mê mà. Ok, và tiếp theo nhỏ thôi nhưng mình sẽ nói với bạn, đó là nút passing và mở cốp điện. Anh em không phải cắm chìa rồi, mọi thứ đều bằng điện tử cả, rất công nghệ, rất hiện đại. Ok, và đó là tất cả những điểm mình thấy thích hay không thích của chiếc Winner X này. Với mức giá 49.990.000 được đưa ra, thì liệu các bạn có lựa chọn chiếc xe Winner X này hay không? Về thiết kế hay về máy móc? Các bạn hãy để lại comment ở phía dưới video clip này nhá. Nếu các bạn thấy video clip này hay và hữu ích, hãy để lại một like, một share, một subscribe. Và nhớ đừng quên ấn chuông để ủng hộ VN Review nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video clip lần sau. Bye bye anh em.